Mình test cái sản phẩm cây kiềm cắt ống đồng của hãng Stanley. Thì cái kiềm này là cây kiềm mã là 93021, nó có thể cắt ống từ 3 đến 32mm. Thì hôm nay mình đã mua ống đồng về để mình test cho anh em xem. Mình không phải là thợ điện lạnh à, nên là mình mua mình lấy cái kiềm này mình giới thiệu cho những anh em nào mà DIY giống mình muốn về tự xử, hoặc là anh em nào mà đang là thợ đó, anh em sẽ chuyên nghiệp hơn mình. Nhưng mà anh em sẽ biết trên thị trường có một cây kiềm cắt ống đồng giá chỉ có 300.000 thôi, và cắt ống đồng cũng khá là ok. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem ha, cây kiềm này vô. Thì đây là cây kiềm cắt ống đồng hàng cao cấp của hãng Stanley, hàng made in Taiwan nha, hàng sản xuất tại Đài Loan. Đây cây kiềm của chúng ta, đây là dạng cây kiềm lớn nha, cây kiềm cắt được ống 32 là kiềm lớn, còn cây kiềm mà nhỏ nhỏ nó cắt được ống 10, 12, 16 thôi. Khi mà anh em làm thợ điện lạnh thì những cái kích thước ống nào mình hay xài, những cái con máy lạnh mà một ngựa thì người ta sẽ xài ống 10, mà từ một ngựa rưỡi người ta sẽ ống 12, mà hai ngựa phải ống 16. Còn có nhu cầu lớn hơn người ta sẽ xài ống lớn hơn, ống 20 này nọ. Thì thường theo nghiên cứu của mình thì anh em chỉ xài ống 20 trở xuống thôi, chứ ít khi nào xài ống lớn hơn. Và nếu mà chúng ta sử dụng gia đình thì ống 12 là ống mà chúng ta hay xài nhất. Thì ở đây mình đã mua ống đồng về mình thử cho anh em. Thì cái giải cắt của cái ống đồng này, cái cây này nó cắt từ 3 đến là 32. Nhưng mà mình sẽ thử cho anh em là ba cái size ống đồng ở đây mình có mua sẵn. Thật ra mình mua tới 5 size lận. Cái size này là size 8 nè. Cái này là 10, và cái này là 12. Thì có 3 size. Mình nói lại một lần nữa, mình không phải là thợ điện lạnh. Mình chỉ là một cái người review để cho anh em biết là cái sản phẩm mình sử dụng như thế nào. Thì một cái cây kiềm cắt ống đồng nó sẽ khác nhau ở cái chất lượng của cái lưỡi cắt. Cái lưỡi cắt này anh em có thể thay được nha. Tức là ở đây nó có con cái đầu vít, mình mở ra mình thay cái lưỡi cắt này được. Đó là khi anh em xài về lâu về dài nó mòn thì chúng ta có thể thay được. Còn hai cái viên bi này thì chúng ta không thay được. À, thì cái chất lượng nó nằm ở đây. Ở đây. Cái khung này cũng ok nữa, và anh em thấy cái việc vặn ra vặn vô rất là nhẹ nhàng. Hàng càng xịn thì anh em thấy không? Ra vô rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ cắt cho anh em cái ống nhỏ nhất. Mình sẽ cắt nó ra làm đôi trước để mình xài cho cái chuyện khác của mình. Thì cái kiềm này thật sự sử dụng cũng rất là dễ anh em ơi, không có gì khó hết, em để ý nha. Nó có ở giữa hai cái con lăn này nè, anh em để cái ống vô giữa hai con lăn này nè. Và mình siết vô. Mình siết vô vừa thôi và mình sẽ xoay. Anh em cứ xoay. Cứ mỗi lần xoay thì anh em siết vô. Cứ mỗi lần xoay thì anh em siết vô. Cứ vậy mà anh em cứ làm tới vậy thôi, cứ xoay thì siết vô. Thì mình, mọi người thấy một cái người mà kém chuyên nghiệp như mình thì mình cũng có thể làm được, thì các anh em mà chuyên nghiệp thì nó càng dễ nữa ha. Cứ như vậy thôi, cứ mỗi lần mình thấy nó vô được một miếng mình xíu vô, đừng có nôn. Cứ từ từ, không có gì nôn nóng hết, cứ từ từ thì chúng ta cũng sẽ làm được thôi. Thấy cứng quá thì nhả lại chút xíu để chi nó giảm cái lực xiết. Thêm miếng nữa. Cái này anh em đừng có nôn mà anh em bẻ nó ra nha. Anh em bẻ nó ra thì cái ống đồng của mình nó sẽ bị mớp vô. Anh em phải mua thêm, anh em phải làm thêm một công đoạn, đó là anh em do cái ống đồng này. Thì mình cũng có bán cái bộ do đó, nhưng mà mình thấy là cứ từ từ mình sẽ cho được cái kết quả tốt nhất ha. Đó, ống đồng thì nó sẽ có nhiều cái độ dày khác nhau, thì tùy cái độ dày mà anh em mua. Thì thường người ta cũng có khuyến khích về cái chuẩn máy lạnh của từng cái hãng, người ta sẽ có một cái chuẩn về độ dày khác nhau. Đây anh em thấy mình cắt xong rồi nè. Đó, thì cái đường cắt của mình sau mình cắt xong nó sẽ như thế này. Không lấy nét được ha. Đó. Thì khi mình cắt xong á, cái điều tiếp theo của anh em á là chúng ta sẽ có một cái bộ do. Thì cái bộ do này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nâm cái lỗ này ra. Thì chúng ta nâm cái lỗ này ra thì nó mới có thể đút vô được những cái chi tiết khác. Thì mọi người thấy cái ống mình mua ở đây cũng khá là dày chứ không phải mỏng đâu, nó khoảng 1 ly 2 á. Cái ống 8 ly nè. Mình cầm vô cái độ nặng đó mình biết. Rồi mình sẽ test cho anh em thêm là cái ống dày hơn, bự hơn. Ống này là ống 10 ly. Thì cũng tương tự như vậy, thì mình cũng áp dụng cái cách làm hồi nãy. Anh em để như thế này. Mình để theo cái chiều này anh em sẽ dễ quan sát hơn. Mình cắt làm đôi để làm chi? Để mình làm chuyện khác. Đó. Tại vì nó bự quá. Rồi sau khi mình đã siết một cách vừa thôi thì anh em vặn. Một là mình vặn cái ống đồng, hai là mình vặn cái cục này. Thì ở đây thì cái cách hồi nãy là mình vặn cái ống đồng, thì ở cái cục này thì bây giờ mình vặn cái ống đồng để cho mọi người quan sát nó kỹ hơn thôi chứ không gì hết. Đó, cái dao nào càng xịn thì cái khả năng cắt càng ngon. Thì cái này là cái dụng cụ cắt mà, nó càng bén thì cắt nó sẽ càng ngọt ha anh em.
Có những cái dao như thế này giá nó tới vài triệu lận. Nhưng mà cái này nó chỉ có 300 ngàn thôi và anh em xài cũng thể là ok rồi. Wow, mình đã cắt đứt rồi. Đó, một người kém chuyên nghiệp như mình mà có thể cắt đứt một cái ống đồng đẹp như thế này thì anh em thấy quan trọng là cái đồ nghề, chứ không phải là quan trọng đương nhiên quan trọng đồ nghề và thứ hai là cái sự chuyên nghiệp. Đó. Mình sẽ tiếp tục cắt cái ống này. Ống này là ống số 12 ha anh em. Xiết vô. Và mình cũng sẽ mình thấy cái cách mà cái này đứng yên rồi mình dặn cái ống này nó vẽ là mệt khỏe hơn là cái hồi nãy mình làm. Hồi nãy mình làm mình cảm giác nó mệt mỏi hơn. Đây là lần đầu tiên mình review cái dụng cụ này. Hồi xưa giờ mình review khá là nhiều thứ nhưng mà ống đồng thì tại vì mình chưa có mua. Hôm nay bên mình đã có một cái trợ lý có thể đi mua được những cái đồ này cho mình. Cắt về nhanh hơn anh em. Cắt theo cái hướng mà mình cầm cái ống mình dặn mình thấy là nhanh hơn. Nhưng mà với điều kiện là cái ống mình nó như thế này, nhưng mà thật sự khi mà anh em lấy từ một cái dàn ống đồng ra đó thì nó không phải là dạng thẳng như cây dày, mà nó sẽ là một cái cuộn hoặc là một cái cây thẳng rất là dài, nên là chúng ta sẽ thao tác từ trong cái thao tác bằng cái cục đó, chứ không phải là chúng ta thao tác trên cái cây. Bây giờ mình sẽ thử thách nó với hai cái ống lớn hơn. Đây, ống này là ống 14, 16, ống này ống 16 và cái ống bự hơn nữa, ống 18, nhưng mà cái ống này là cái ống cong. Thì mình sẽ thử cho chúng ta xem là mình cắt được hay không với cái cây kìm 300.000 này. Đây thì mình đã có kinh nghiệm rồi ha, xài hai lần thì có kinh nghiệm rồi. Đó, đút vô đây, siết lại. Thì bây giờ mình sẽ thao tác đúng. Tại vì giả sử cái ống này á nó nằm trong một cái cuộn, thì bây giờ mình sẽ thao tác là mình thao tác cái cây này. Anh em cứ vặn đi, khi nào mình thấy nó vô rồi á mình siết lại, chứ mình đừng có nôn. Đó, đây mọi người sẽ thấy nó bị đứt nè. Thấy cái nét đứt không? Thì cứ vậy mình cắt tới thôi. Cứ mỗi lần mình dặn vô một chút thì nó sẽ ăn thêm một chút. Đó, dặn vô một chút nó ăn thêm một chút và nó đứt ra. Đây, ngon lành chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ thêm cho một anh em thêm một cái option cuối cùng. Đó là cái cây bự chà bá này. Thì mình cũng sẽ mở ra. Cái này cắt được tới ống 32 rồi nha anh em. Nên là anh em cắt cái này là vô tư. Cái ống này còn xa lắm, cái cây này còn cắt được nhiều lắm. Đây, khi mình dặn cái đầu tiên thì nó sẽ móp vô thế này. Đây, người ta cần thêm một cái bộ là bộ lã ống đồng. Cái bộ đó thì chúng ta sẽ phải mua rời. Cái gì nó dao càng bán thì cái độ móp này càng thấp, tại vì khi lúc đó thì mình cắt á nó cắt đứt nhanh hơn thì nó không có làm móp cái ống mình. Còn khi mà chúng ta cắt cái dao nó cùi quá, nó lục quá đó thì nó dễ móp ha anh em. Đứt rồi nè. Mình thấy cắt mấy cái ống lớn này còn dễ cắt hơn cái ống nhỏ nè. Quá đã. Đó, thì đó. Hồi nãy giờ là mình đã biểu diễn cho anh em hết tất cả các kích thước ống luôn rồi. Và cái này giá nó chỉ có 300 ngàn thôi. 300 ngàn cho một cái bộ như thế này. Quá trời ok. Mã số của nó là 93021. Mình sẽ thường xuyên giới thiệu cho anh em thêm những cái bộ cắt khác của những hãng khác, và mình sẽ so sánh cho anh em là xem cái khả năng cắt của thằng nào tốt hơn và giá của nó như thế nào. Sản phẩm này là hàng chính hãng của Stanley, sản xuất tại Đài Loan. Và nếu anh em có nhu cầu mua thì hãy vô website của mình, đánh mã là 93021, 93-021 để mua hàng. Địa chỉ cửa hàng là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Số điện thoại và thời gian làm việc anh em hãy xem bên trên. Nhớ like trên fanpage của mình và follow. Đừng quên đăng ký kênh YouTube nữa ha, và chia sẻ video này. Vô website storelamoc.vn hoặc tải app storelamoc trên App Store để mua hàng. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.